Chào mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở điểm săn mây Pù Luông. Sau bao ngày bị xịt thì hôm nay mình đã săn được một chút mây. Thời tiết đang chuyển mùa nên là trên này rất là gió. Mây quá là đẹp luôn. Mình đang đứng ở đây là bên cạnh con đường đi lên thôn Son, thôn Bá, thôn 10 của xã Lũng Cao. Đây là ba thôn xa nhất ở xã Lũng Cao, giáp với tỉnh Hòa Bình. Có con đèo với là những khúc cua tay áo. Rất là dốc. Từ khoảng 15 tới 20 độ. 15 tới 20%. Hôm nay mây quá đẹp luôn mọi người ạ. Đây, cận cảnh con đèo đấy. Rất là ngoạn mục luôn. Đây chỉ là một đoạn thôi. Nó còn có nhiều khúc cua ở bên trên hơn. Đây mình đang đi xuống vị trí mà mọi người thường chụp ảnh sống ảo. Đây. Rất nhiều người chụp ảnh sống ảo ở đây. Là vị trí gọi là điểm săn mây Pù Luông. Xa xa đây là các xã Lũng Cao, Lũng Niêm, Cổ Lũng của huyện Bá Thước. Ở bên góc trái này là thác Hiêu này.
nhìn rất đẹp các bạn ạ.